hoạch của em ấy, em tính bỏ hẳn đấy. Từ sau học 2 năm rồi, bỏ phí công. Thôi, em lên đây. Thôi, này. Qua anh lên trường em nói chuyện rồi. Chỉ cần em quay lại học, mọi thứ anh sẽ lo. Về rồi đấy à? Anh à? Có. Có làm trong này à? Vâng. Kia có phải là cái quả hôm trước ở chợ đúng không? Làm lành rồi đấy à? Này, bỏ cái tính vụng phu đi, đàn bán cái người ta kỵ nhất cái món này đấy, được chưa? Mày biết chị là ai rồi chứ? Làm người tử tế thì không muốn, lại thích nằm ăn sẵn à? Đừng im. Tôi bé giờ không có gì cả. Câm mồm. Tao nói để cho mày biết, tao mà đã đến đây rồi thì mày đừng có cãi. Muốn kiếm được nhiều tiền thì chịu khó lao động vào. Chồng tao mà có là cái loại bỏ đi thì cũng phải do chính tay tao vứt. Đừng hòng có đào động vào, hiểu chưa? Đây là việc riêng, các anh xen vào. Nhưng mà cô này là cư dân ở đây nên bọn tôi phải có trách nhiệm. Ông là ai? Biến đi, đừng xen vào chuyện của chúng tôi. Đây nó không phải chỗ để cho ông làm loạn nhá. Còn tôi không cần biết là các vị có mâu thuẫn gì với nhau, nhưng mà ăn hiếp người ta là không được. Tôi nói để cho anh biết, anh không cần phải bênh vực cái loại người này. Nó giật chồng người khác nên tôi phải dạy dỗ lại nó. Lôi ra ngoài! Ê! Bảo ra! 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 Con danh con! Nè bèm tao bảo cho vỡ răng! Nào! Vỡ răng! Bảo ra! Bảo ra! Nào! Hai! Nào! Đi! Em ra khách sạn ngủ. Ngồi xuống. Những gì cần nói, nãy giờ anh đã phân tích hết nước hết cái với mày rồi. Tạm thời lại đây với chị Thoa đi thôi. Từ từ danh tính. Ok, ở tạm thì ở tạm. Nhưng mà trước sau gì thì anh vẫn nên ra ngoài thuê ở, sẽ thoải mái hơn. Anh biết. Nhưng mà thoải mái nó sẽ đi liền với tốn phí. Chỉ có tiết kiệm đi. Một thời gian ngắn nữa thôi. Ít hôm nữa thôi là bao lâu? Trước sau gì thì em quay về nhà em ở. Chị ta mà thích gây sự ấy, em chơi lại sợ gì? Mình có thể bé cái mồm đi không hả? Đằng nào mà chả lý dị, giữ sao được. Sự việc tối nay chưa đủ với mày à? Anh phải nói đi thế nào mày mới chịu hiểu hả? Được rồi, thì ở lại. Anh nói xong cho em còn đi ngủ. Em để ý nó giúp anh nhá. Nó mà đi ra ngoài ấy, em phải nhắn cho anh ngay đấy. Vâng ạ. Cảm ơn em.